Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Sơn nhá. Hôm nay thì Sơn đang có mặt tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái các bạn ạ. Buổi tối ngày hôm nay thì tại xã Việt Hồng này có những cái chương trình văn nghệ cũng như là cái chương trình trình diễn trang phục của người đồng bào vùng cao ấy. Thì nó cũng có khá là đặc biệt. Ở bên trong này thì là sân khấu của bà con đang chuẩn bị để vào cái đêm diễn. Và bây giờ thì Sơn kính mời tất cả quý vị các bạn cùng với Sơn để đi vào bên trong sân khấu. Chúng ta cùng vào xem là rằng là hôm nay ở bên trong này thì có những cái tiết mục văn nghệ gì và có những cái trang phục của đồng bào dân tộc nào các bạn nhá. Chợ tình là một nét đẹp văn hóa chỉ có ở đồng bào dân tộc vùng cao, là nơi gặp gỡ, giao lưu tình cảm của nam thanh nữ tú các trong các bản làng dân tộc Mông, Dao vùng Tây Bắc. Tiếng khèn, tiếng sáo hòa cùng men rượu, tiếng hát réo rắt gọi bạn tình vang lên từ những ngọn núi xa xa. Kết thúc chương trình văn nghệ, xin mời quý vị cùng đón xem tiết mục múa Men Say Chợ Tình thể hiện tốt múa nam nữ.
chương trình văn nghệ buổi tối ngày hôm nay tại xã Việt Hồng thì đến đây cũng đã kết thúc rồi các bạn ạ. Và bây giờ thì chắc là Sơn cũng xin phép được kết thúc cái video này tại đây. Sơn xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và quan tâm theo dõi Sơn trong suốt quá trình thời gian vừa qua nhé. Sơn xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.